quý khán giả, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều qua, mỗi lít xăng giảm hơn 1.000 đồng. Như vậy, xăng RON 95 giảm về hơn 21.000 đồng một lít. Đây là mức giá thấp nhất trong một năm qua. Như vậy, giá xăng dầu trong nước có lần giảm thứ tư liên tiếp. Giá xăng dầu biến động, nhiều đại lý trong nước có tâm lý tạm ngừng kinh doanh để giảm lỗ. Áp lực cung ứng đủ nguồn xăng dầu đè nặng lên doanh nghiệp đầu mối lớn. Trước tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị gửi Bộ Tài chính đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp điều hành giá theo hướng kịp thời, linh hoạt, đúng chu kỳ, ngay cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ Tết để hạn chế tác động tiêu cực. Tôi khán giả sau loạt bài phanh phui trao việc gáp giỡm của báo Tuổi Trẻ. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tới đây sẽ bàn ký với Hiệp hội Nhà bán lẻ chương trình đưa hàng hóa rõ nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm vào siêu thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định hàng hóa trong nước và quốc tế đều phải rõ nguồn gốc và truy xuất được. Đối với việc báo cáo kết quả chứng nhận việt gáp, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết hiện một số đơn vị chưa có báo cáo cục theo đúng kế hoạch. Hiện cục đang yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo, khi có kết quả đầy đủ sẽ thông tin. Mới đây, đoạn clip dài hơn 30 giây xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao khi cho thấy người đàn ông dung tiền tung tóe vì nói rằng quán ăn thổ rác cho con mình, dù việc vừa xảy ra ở Đà Nẵng. Ông B thừa nhận hành vi sai trái không chuẩn mực của mình và gửi lời xin lỗi. Nhân dịp này thì trên báo VN Express, Michael Nguyễn Minh, chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng nguyên nhân dẫn đến tâm lý ngại nhận tiền lẻ ở Việt Nam ngoài những lý do như lạm phát, trượt giá khiến mệnh giá đồng tiền ngày càng lớn thì Việt Nam cũng thiếu những công cụ, hệ thống thanh toán, bán lẻ tự động giúp lưu thông dễ dàng tiền lẻ, mệnh giá nhỏ như là ở các nước phát triển. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chị Tuyết Anh cập nhật các tin nóng để gửi đến quý khán giả. Xin mời chị. Thưa quý vị, liên quan đến bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam, chiều tối qua thì Bộ Y tế có thông tin chi tiết về ca bệnh này. Bệnh nhân nữ 35 tuổi thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh khởi phát bệnh cách nay nửa tháng khi đang du lịch tại Dubai với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân hình và mặt. Ngay sau khi về Việt Nam, ngày 23 tháng 9, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Từ Dũ và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, được chuyển sang bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25 tháng 9, bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và được chuyển sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cách ly, điều trị và lấy mẫu giải trình tự gen. Hiện tại bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không sốt, đang được tiếp tục cách ly, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý khán giả, liên quan đến sự cố trước 4 bó cáp ngầm tại nhịp chính cầu Vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chưa kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm lập tổ điều tra sự cố công trình. Trong thời gian tìm nguyên nhân, Sở đề nghị chủ đầu tư rà soát nhà thầu xem xét dừng thanh toán hợp đồng. Trong thời gian chờ giám định, điều tra nguyên nhân, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị chủ đầu tư rà soát các nhà thầu có liên quan sự cố, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tham gia thực hiện các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, xem xét tạm dừng công tác thanh toán hợp đồng đối với các nhà thầu này để đảm bảo việc xử lý khắc phục khi xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các bên. Sở Giao thông Vận tải thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ điều tra sự cố công trình để giám định nguyên nhân. Căn cứ kết quả điều tra sẽ xác định thiệt hại, trách nhiệm các bên có liên quan và tổ chức thực hiện khắc phục. Nam Ô, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là làng biển lâu đời nhất ở miền Trung. Từ sáng sớm, tàu thuyền trộn rộn ra vào. Điều khác biệt ở làng biển này, nhiều năm nay, ngư dân đang duy trì một nghề độc đáo xuống đáy biển, dùng các ngư cụ đơn giản để săn tìm cá đắt tiền về bán lại cho nhà hàng. Thay vì ra khơi đánh bắt bằng tàu lớn, cha con ông Tài sắm bộ đồ nghề
cùng với chiếc xuồng composite, rồi hàng ngày luồn vào các gành đá dưới chân đèo Hải Vân để bắt các loại cá có giá trị cao như cá mú, cá dìa, cá hanh, cá hố. Muốn bắt được các loại cá lớn thì phải lặn bắn bằng lá. Sau khi lưới được thả xong, ông Tài ghì xuồng đứng yên để con trai mình mặc bộ đồ lặn chuẩn bị xuống đáy biển. Đồ nghề dành cho chân lặn gồm áo quần bảo hộ, găng tay, vớ chân, dao cài hông, ống thở, cuộn chì, súng cao su dài khoảng 2 mét với một đầu gắn mũi tên thép. Người đi săn cá quý ở Nam Âu cho biết công việc không quá vất vả nhưng đi khơi. Nhưng đòi hỏi người đi phải rành sóng nước, nhận biết dòng nước biển để đoán vị trí có cá. Vì công việc diễn ra dưới nước nên người đi lặn mắt phải tinh, kỹ năng tốt và khả năng lặn được dài hơi. Dù sản lượng không cao nhưng các loại cá bắt được phần lớn là cá quý hiếm bán được giá. Nếu may mắn thì một chuyến ra biển có thể thu về vài triệu đồng. Yeah. Ở Nam Ô thì thỉnh thoảng lại có những ngư dân bắt được cá quý nặng hàng chục ký.